Đại Tạng Kinh Tập Pỳ Lâm số 642, Phật nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Quyển Hạ. Hán dịch đời Hậu Tần, nước Quy Tư, Tam Tạng Cô Ma La Thập, Việt dịch Huyền Thanh. Bấy giờ Xá Lợi Phất Sariputra bạch Phật rằng, Thế Tôn, thật chưa từng có, nay nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà ác ma đó chẳng đến gây nhiễu loạn. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, ông muốn thấy việc suy não của ma không? Dạ thưa, con muốn thấy. Khi ấy Đức Phật phóng ánh sáng giữa tướng đại nhân từ bạch hào, sợi lông trắng xoáy vòng theo bên phải ở tam tinh, thời tất cả chúng hội đều thấy ác ma bị năm sự cột trói mà chẳng thể tự giải. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, ông có thấy ác ma bị năm sự cột trói chăng? Dạ thưa, con đã thấy ác ma này bị sự cột trói của ai? Đức Phật nói, đó là sức uy thần của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Tại nơi cõi Phật nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, các ma trong chỗ ấy muốn dùng tâm ác cái sự chướng ngại do Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội cùng với sức uy thần của chư Phật, cho nên các ác ma ấy đều tự thấy thân bị năm sự cột trói. Này Xá Lợi Phất, tại nơi chốn đã nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, hoặc ta đang hiện tiền, hoặc sau khi ta diệt độ, trong đó hết thảy các ma dân với nhóm người khác ôm mang tâm ác, dùng sức uy thần của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội cho nên đã bị năm sự cột trói. Bây giờ trong hội hàng trời trồng và xoa cả thất bà bạch Phật rằng, Thế Tôn, chúng con đối với Tam Muội này tâm không có nghi, chẳng bị chướng ngại, chúng con chẳng muốn thân này bị năm sự cột trói. Thế Tôn, chúng con cung kính Tam Muội này cho nên đều sẽ đi đến hộ giúp người nói pháp đó. Đối với Tam Muội đó xin tưởng như Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo các trời rồng thần, ông dùng điều đó cho nên đối với 12 kiến phọc, sự cột buộc của 12 loại kiến sẽ được giải thoát. Nhóm nào là 12? Sự cột buộc của ngã kiến, sự cột buộc của chúng sanh kiến, sự cột buộc của thọ mệnh kiến, sự cột buộc của nhân kiến, sự cột buộc của đoạn kiến, sự cột buộc của thường kiến, sự cột buộc của ngã tác kiến, sự cột buộc của ngã sở kiến, sự cột buộc của hữu kiến, sự cột buộc của vô kiến, sự cột buộc của thử bị kiến, sự cột buộc của chư pháp kiến. Đấy là 12. Các ông nên biết, nếu có chúng sinh ở trong Phật Pháp khởi tâm sân hận, muốn hủy hoại đều do trụ ở 12 kiết phọc, sự cột buộc của 12 loại kiến này. Nếu người tính giải tùy thuận chẳng nghịch nơi 12 kiến phọc này sẽ được giải thoát. Lúc đó, Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, Thế Tôn, ác ma ở ngày nay có được nghe nói tên của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội này không? Đức Phật nói, cũng được nghe, do bị cột trói cho nên chẳng thể đến được. Xá Lợi Phất nói, vì sao Đức Như Lai chẳng dùng thần lực khiến cho ma chẳng được nghe nói tên gọi của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội? Đức Phật nói, ngừng ngay, đừng nói lời này, giả sử lửa lớn tràn đầy trong hằng hà sa đẳng thế giới, vì nghe nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội này sẽ theo đó vượt qua được. Tại sao thế? Nếu người chỉ nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, ta nói người này được thiện lợi thù thắng lớn, được bốn thiền sinh vào bốn cõi phạm. Này Xá Lợi Phất, nếu khiến cho ác ma này ngày nay được nghe nói tên gọi của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, cho nhân duyên này sẽ được ra khỏi tất cả việc ma. Nếu kẻ do bị cột trói mà được nghe cũng sẽ ở 12 kiến phọc này mà được giải thoát. Chính vì thế cho nên Xá Lợi Phất, người ác tà kiến nhập vào lưới ma còn nên nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội này, huống chi là kẻ có tâm trong sạch, vui vẻ muốn nghe. Bây giờ trong hội có một vị Bồ Tát tên là Ma Giới Hành Bất Ô bạch Phật rằng, dạ vâng, bạch Đức Thế Tôn, nếu con sẽ hiện trong cõi ma, ma giới, dùng sức thần tự tại khiến cho ma được trụ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Đức Phật nói, tùy theo ý của ông. Thời Ma Giới Hành Bất Ô Bồ Tát liền ở trong hội, đột nhiên chẳng hiện ra ở cung ma, nói với ác ma rằng, ngươi còn chưa nghe Đức Phật nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, vô lượng chúng sinh đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề ra khỏi cảnh giới của ngươi, cũng đều sẽ lại độ thoát người khác ra khỏi cảnh giới của ngươi. Ma liền báo rằng, tôi nghe Đức Phật nói tên gọi của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, do bị năm sự cột trói nên chẳng thể đến được. Nay năm sự cột trói ấy là bị cột buộc ở hai bàn tay, hai bàn chân với cái đầu. Lại hỏi ác ma, ai cột trói ngươi? Ma liền đáp rằng,
tôi ưa phát tâm vốn đến gây hại loạn người nghe nhận Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, liền bị năm sự cột trói. Tôi lại nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát có uy đức lớn, khó có thể gây hoại loạn. Nếu ta đi đến hoặc sẽ tự hoại, chẳng như tự trụ ở cung điện này. Tác niệm đó xong, liền ở năm sự cột trói mà được giải thoát. Bồ Tát đáp rằng, như vậy tất cả phàm phu nhớ tưởng phân biệt, điên đảo, nhận lấy tướng. Vì thế cho nên có sự trói buộc, động niệm hí luận cho nên có sự trói buộc, thấy nghe hiểu biết cho nên có sự trói buộc. Trong đây thật không có sự cột buộc, sự cởi bỏ. Tại sao thế? Vì các pháp không có cột trói, vốn giải thoát. Các pháp không có cởi bỏ, vốn không có trói buộc. Tướng thường giải thoát, không có ngu si. Đức Như Lai dùng pháp môn này nói pháp. Nếu có chúng sinh được biết nghĩa này, muốn cầu giải thoát thì tâm nên siêng năng tinh tiến, liền ở các sự trói buộc mà được giải thoát. Thời trong ma chúng có 700 thiên nữ đem hương hoa, hương bột, hương xoa, bôi với anh lạc của cõi trời, rải lên ma giới hành Bắc Ô Bồ Tát rồi nói rằng, vào lúc nào thời con ở cõi ma mà được giải thoát? Bồ Tát bảo rằng, các ngươi nếu chẳng hoại sự cột trói của ma, ma phật, tức được giải thoát, thế nào là gọi là sự cột trói của ma? Ấy là 62 kiến. Nếu người chẳng hoại các kiến này, tức ở sự cột trói của ma mà được giải thoát. Thiên nữ lại nói, vì sao gọi là chẳng hoại các kiến mà được giải thoát? Đáp rằng các kiến vốn không có chỗ theo đến, đi không có chỗ đến. Nếu biết tướng không có đi đến của các kiến, tức ở sự cột trói của ma mà được giải thoát. Các kiến chẳng phải có, chẳng phải không có. Nếu chẳng phân biệt có không, tức ở sự cột trói của ma mà được giải thoát. Nếu không có chỗ thấy, đó là chính kiến. Chính kiến như vậy, không có chính, không có tà. Nếu pháp không có chính, không có tà, không có tạo tác, không có thọ nhận, tức ở sự cột trói của ma mà được giải thoát. Các kiến đó chẳng phải bên trong, chẳng phải bên ngoài, cũng chẳng phải khoảng giữa. Như vậy các kiến cũng chẳng nhớ niệm, tức ở sự cột trói của ma mà được giải thoát. 700 thiên nữ nghe nói pháp này liền được thuận nhẫn, rồi nói rằng, chúng con cũng sẽ ở trong cõi ma hành, không có ô nhiễm ô, đổ thoát tất cả sự cột trói của ma. Bây giờ ma giới hành Bắc Ô Bồ Tát nói với các ác ma rằng, các quyến thuộc của ngươi đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, ngươi làm việc gì? Ác ma đáp rằng, tôi bị năm sự cột trói, chẳng biết việc làm. Bồ Tát đáp rằng, ngươi phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề sẽ theo sự cột buộc này mà được giải thoát. Thời các thiên nữ thương lo cho ma, nên đều nói rằng có thể phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Đừng ở chỗ an ổn mà sinh tưởng sợ hãi. Đừng ở trong niềm vui mà sinh tưởng khổ. Đừng ở chỗ giải thoát mà sinh tưởng trói buộc. Khi ấy ác ma sinh tâm quanh co mà nói rằng, nếu ngươi buông lìa tâm Bồ Đề thì ta sẽ phát tâm. Thời các thiên nữ dùng sức phiến tiện rồi nói với ma rằng, chúng tôi đều đã buông lìa tâm này. Ông liền có thể phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Nếu một Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thì tất cả Bồ Tát cũng đồng với tâm đó. Tại sao thế? Vì tâm không có sai biệt, đối với tâm của các chúng sinh đều bình đẳng. Khi đó ác ma nói với ma giới hành Bồ Tát Ô, Bắc Ô Bồ Tát rằng, nay tôi sẽ bắt tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Do căn lành đó khiến cho tôi cởi được sự cột trói. Nói lời này xong, liền tự thấy thân từ sự cột buộc được giải bỏ. Thời ma giới hành Bắc Ô Bồ Tát dùng sức thần thông, phóng ánh sáng lớn, hiện thân trong sạch màu nhiệm chứa nơi cung ma. Ma tự thấy thân không có uy khoe giống như đống mực. Thời trong ma chúng, 200 thiên nữ dính sâu vào sự dâm dục, nhìn thấy thân sắc đoan chính của Bồ Tát này, liền khởi diễm ái, đều nói lời này. Nếu người này có thể cho tôi theo phụng sự, chúng tôi đều sẽ tùy thuận sự dạy bảo. Thời Bồ Tát này biết các thiên nữ có túc duyên đáng độ, tức thời hóa làm 200 vị thiên tử với sắc mạo đoan nghiêm như thân không khác, lại làm 200 đài báo liên tiếp ở chỗ trống, hơn hẳn cung quán của ma. Các thiên nữ đó đều tự thấy thân ở tại đài báo này, mỗi mỗi đều ở vị trí của mình, cùng với Bồ Tát này chung nhau vui đùa, ước nguyện được thỏa mãn thì ý dâm dục liền dứt,
đều sinh tâm sâu xa yêu kính Bồ Tát. Tức thời Bồ Tát tùy theo chỗ thích ứng của họ mà nói pháp, đều phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thời ma giới hành Bất Ô Bồ Tát nói với ác ma rằng: ngươi có thể đến gặp Đức Phật. Ma tác niệm này, sự cột trói của ta đã được cởi bỏ. Ta sẽ đến chỗ của Đức Phật gây hoại loạn nói pháp. Bấy giờ ác ma với quyến thuộc vây quanh đi đến chỗ của Đức Phật rồi bạch rằng: Thế Tôn, đừng nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, tại sao thế? Vì nói Tam Muội đó thì thân của con tức thời bị năm sự cột trói, nguyện xin Đức Như Lai nên nói việc khác. Thời Kiên Ý Bồ Tát nói với ác ma rằng: ai cởi bỏ sự cột trói cho ông? Đáp rằng: ma giới hành Bất Ô Bồ Tát cởi bỏ sự cột trói cho tôi. Ông hứa việc gì mà được cởi trói? Ma nói: tôi hứa phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bấy giờ Đức Phật bảo Kiên Ý Bồ Tát: này ác ma đó, vì muốn cởi trói nên phát tâm Bồ Đề chứ chẳng phải là ý trong sạch. Như vậy Kiên Ý, sau khi ta diệt độ 500 năm sau, phần nhiều có tỳ kheo vì lợi dưỡng cho nên phát tâm Bồ Đề chứ chẳng phải là ý trong sạch. Này Kiên Ý, ông quán thế lực của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, uy thần của Phật Pháp, các tỳ kheo ni, ưu bà tắc ưu bà di đó, dùng tâm hời hợt đùa giỡn, tâm lợi dưỡng, tùy đuổi theo tâm của kẻ khác, nghe Tam Muội đó mà phát tâm Bồ Đề. Ta đều biết tâm này cùng với tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề được làm nhân duyên, huống chi nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, hay dùng tâm trong sạch phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên biết người này ở trong Phật Pháp đã được định xong. Kiên Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, này ác ma này, nghe nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội vì muốn được cởi trói cho nên phát tâm Bồ Đề, thời cũng được đầy đủ nhân duyên của Phật Pháp ư? Đức Phật nói: như ông đã nói, ác ma do nhân duyên phước đức của Tam Muội đó với nhân duyên phát tâm Bồ Đề, cho nên ở đời vị lai được buông bỏ tất cả việc ma, hành của ma, tâm quanh co của ma, việc suy não của ma. Từ nay về sau, dần dần sẽ được sức của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội thành tựu Phật Đạo. Kiên Ý Bồ Tát nói với ác ma rằng: này Đức Như Lai, do ông được thọ ký mà nói, này thiện nam tử, nếu tôi chẳng dùng tâm thanh tịnh để phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vì sao Đức Như Lai cho tôi được thọ ký? Như Đức Phật nói rằng: từ tâm có nghiệp, từ nghiệp có báo. Tôi tự không có tâm cầu đạo Bồ Đề, vì sao Đức Như Lai cho tôi được thọ ký? Thời Đức Phật muốn cắt đứt sự nghi ngờ của chúng hội, nên bảo Kiên Ý rằng: Bồ Tát thọ ký phàm có bốn loại, thế nào là bốn? Có kẻ chưa phát tâm mà cho thọ ký, có kẻ thích phát tâm mà cho thọ ký, có kẻ kính đáo thọ ký, mật thọ ký, có kẻ được vô sinh pháp nhận hiện tiền, thì chi thọ ký? Đấy gọi là bốn. Chỉ có Như Lai hay biết việc này, tất cả thanh văn, bích tri Phật đều chẳng thể biết. Này Kiên Ý, thế nào gọi là có kẻ chưa phát tâm mà cho thọ ký, hoặc có chúng sinh đi đến năm nẻo, hoặc tại địa ngục, hoặc tại súc sinh, hoặc tại ngạ quỷ, hoặc trên cõi trời, hoặc tại nhân gian, các căn mạnh bén, ưa thích pháp lớn, Đức Phật biết người đó trải qua nhược căn trăm ngàn dạng ức a tăng kỳ kiếp này sẽ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại ở nhược can số nhiều, trăm ngàn vạn ức A Tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát Đạo, cúng dường nhược can trăm ngàn vạn ức Na Do Tha Phật. Giáo hóa nhược can trăm ngàn vạn ức vô lượng chúng sinh kiến trụ Bồ Đề. Lại qua nhược can trăm ngàn vạn ức A Tăng kỳ kiếp sẽ được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Có thanh hiệu như vậy, quốc độ như vậy, số chúng thanh văn thọ mệnh như vậy. Sau khi diệt độ pháp trụ số năm như vậy, Đức Phật bảo Kiên Ý: Như Lai thấy hay biết rõ việc này, lại vượt qua điều đó, đấy gọi là chưa phát tâm mà cho thọ ký. Bây giờ trưởng lão Maha Già Diệp Maha Kassapa ở trước mặt Đức Phật bạch rằng: từ nay về sau, chúng con sẽ đối với tất cả chúng sinh sinh tưởng như Đức Thế Tôn. Tại sao thế? Và chúng con không có trí tuệ như vậy. Chúng sinh của nhóm nào có căn Bồ Tát? Chúng sinh của nhóm nào không có căn Bồ Tát? Thế Tôn, chúng con chẳng biết việc như vậy, cho nên hoặc đối với chúng sinh
sinh tâm khinh mạng, tức tự gây thương tích cho mình. Đức Phật nói: lành thay, già diệp, mau chóng nói lời này. Do việc đó cho nên trong kinh của ta nói, người tức chẳng nên vọng đánh giá chúng sinh. Tại sao thế? Nếu vọng đánh giá chúng sinh khác, tức tự gây thương tích cho mình. Chỉ có Đức Như Lai mới đánh giá đúng chúng sinh cùng với đẳng nhóm của họ. Do nhân duyên đó, nếu các thành văn đối với Bồ Tát khác, đối với chúng sinh, nên tưởng như Đức Phật. Người thích phát tâm xong được thọ ký, hoặc tự có người từ lâu đã gieo trồng gốc đức, tu tập hạnh lành, tâm siêng năng tinh tấn, các căn mạnh bén, ưa thích pháp lớn, có tâm đại bi, vì khắp chúng sinh cầu đạo giải thoát, người đó phát tâm, liền trụ a duy việt trí vào địa vị Bồ Tát, rơi hết định số ra khỏi tám nạn. Lúc người của nhóm như vậy thích phát tâm, thờ chư Phật liền cho thọ nhận A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Ký, danh hiệu như vậy, quốc độ như vậy, thọ mệnh như vậy. Người của nhóm như vậy, Như Lai biết tâm mà cho thọ ký, đấy gọi là phát tâm liền cho thọ ký. Thọ ký kính đáo, mật thọ ký. Tự có Bồ Tát chưa được thọ ký mà thường siêng năng cầu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vui bố thí mọi thứ, vui bố thí tất cả, thọ nhận pháp bền chắc, giữ gìn giới chẳng buông bỏ, sâu xa phát trang nghiêm, có sức đại nhẫn ngang bằng chúng sinh trong tâm, siêng hành tinh tiến cầu các pháp lành, thân tâm chẳng lười biếng như cứu cái đầu bị đốt cháy, hành niệm an ổn hay được bốn thiền, chưa cầu trí tuệ, hành bồ đề của Phật, hành sáu độ lâu xa, có tướng thành Phật. Thời Bồ Tát khác trời rồng và xoa càng tác bà đều tác niệm là như Bồ Tát này chuyên tâm tinh tiến, thật là hiếm có, bao lâu sẽ được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hiểu ấy thế nào, quốc độ tên gì, chúng thanh văn có nhiều ích thế nào. Đức Phật vì chặt đứt sự nghi ngờ của chúng sinh này mà cho thọ ký, khiến khắp chúng hội đều được nghe biết, chỉ có riêng một mình Bồ Tát đó chẳng được nghe. Do thần lực của Đức Phật cho nên khiến tất cả chúng biết Bồ Tát đó thành Phật với tên hiệu quốc độ như vậy, chúng thanh văn có số nhiều ít như vậy, thời sự nghi ngờ của chúng đều giải quyết xong. Đối với Bồ Tát này, xin tưởng như Đức Thế Tôn, mà Bồ Tát đó chẳng thể tự biết ta được thọ ký hay chưa được thọ ký, đấy là Bồ Tát được thọ ký kính đáo. Thọ ký ngay trước mặt hiện tiền thọ ký. Các Bồ Tát đã từ lâu gom chứa căn lành, không có gì chẳng thấy được, tương tu phạm hạnh, quán vô ngã không, nơi tất cả pháp được vô sinh nhẫn. Đức Phật biết người này đã đầy đủ hết công đức trí tuệ, được ở trong đại chúng tất cả trời người ma phạm sa môn bà la môn, thọ ký ngay trước mặt, nói lời này: này thiện nam tử, ông trải qua ngần ấy trăm ngàn và ức kiếp sẽ được thành Phật, tên hiệu như vậy, quốc độ như vậy, số chúng thanh văn thọ mệnh như vậy. Thời vô số tùy học người đó đều tâm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Người đó ở trước mặt Đức Phật được thọ ký xong thì thân bay lên hư không cao khoảng 7 cây ta la. Này kiên ý, đấy gọi là hiện tiền thọ ký thứ tư. Khi ấy kiên ý Bồ Tát bạch Phật rằng: đó, trong hội này còn có Bồ Tát nào do bốn việc này mà được thọ ký không? Đức Phật đáp rằng: có. Bạch Đức Thế Tôn, đó là ai? Đức Phật nói: sư tử Hống Vương Bồ Tát, lạc dục cư sĩ này là kẻ chưa phát tâm mà được thọ ký. Vô số Bồ Tát thuộc thế giới ở phương các của nhóm như vậy cũng chưa phát tâm mà được thọ ký. Lại có Tịch Diệt Bồ Tát, Đại Đức Pháp Vương Tử Bồ Tát, Văn Thù Sơ Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát. Do lượng các hàng Bồ Tát như vậy, lúc thích phát tâm liền cho thọ ký, đều trụ trong địa A Duy Việt Trí. Trong đó lại có Trí Dũng Bồ Tát, Ích Ý Bồ Tát. Do lượng các hàng Bồ Tát như vậy đều là bậc kính đáo cho thọ ký. Này kiên ý, ta với Di Lặc ngàn vạn ngàn vị Bồ Tát đời hiền kiếp đều được vô sinh pháp nhẫn hiện tiền thọ ký. Kiên ý Bồ Tát bạch Phật rằng: thật hiếm có. Bạch Đức Thế Tôn, chỗ hành của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, tất cả thanh văn các bích chi Phật còn chẳng thể biết, huống chi là chúng sinh khác. Đức Phật nói: này kiên ý, chỗ hành của Bồ Tát đã phát tinh tiến, uy thần thế lực chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ thiên nữ đã được ma giới hành bất ô Bồ Tát giáo hóa, khiến phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, để đem hoa trời rải lên trên Đức Phật, rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn,
Chúng con chẳng thích kính đáo được tọa ký. Chúng con nguyện được vô sinh pháp nhẫn hiện tiền thọ ký. Nguyện xin Đức Thế Tôn ở ngày nay ra cho con A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề ký. Thời Đức Phật mỉm cười, từ miệng tuôn ra mọi loại ánh sáng diệu sắc chiếu các thế giới, rồi quay lại nhập vào đỉnh đầu. A Nan, bạch Phật rằng, do nhân nào mà Đức Thế Tôn cười? Đức Phật bảo A Nan, nay ông có thấy 200 thiên nữ chắp tay kính lễ Như Lai không? Bạch Đức Thế Tôn đã thấy, này A Nan, các thiên nữ đó xưa kia đã từng ở chỗ của 500 Đức Phật gieo trồng căn lành tâm sâu, từ đó trở đi sẽ lại cúng dường vô số chư Phật trải qua 700 ở tháng kỳ kiếp xong để được thành Phật hiệu là Tịnh Vương. Này A Nan, các thiên nữ đó sau khi mệnh chung được chuyển thân nữ đều sẽ sinh ở trên trời đau suất cúng dường phụng sự Di Lặc Bồ Tát. Khi ấy ác ma nghe các thiên nữ được tọa ký xong để bạch Phật rằng, Thế Tôn, nay con tự đối với hết thảy quyến thuộc chẳng được tự tại, do nghe nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, huống chi nghe điều khác. Nếu người được nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội liền được quyết định trụ trong Phật Pháp. Lúc đó thiên nữ dùng tâm không có khiếp sợ, nói với ác ma rằng, ông đừng quá buồn, nói chúng tôi chẳng rời cõi của ông. Tại sao thế? Vì cõi ma như, tức là cõi Phật như, cõi ma như, cõi Phật như, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Chúng tôi chẳng lìa cái như đó. Tướng của cõi ma, tức là tướng của cõi Phật, pháp của cõi ma, pháp của cõi Phật, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Chúng tôi đối với tướng của pháp này, chẳng ra khỏi, chẳng vượt qua. Pháp không có định của cõi ma có thể hiển bày. Cõi Phật cũng có pháp không có định có thể hiển bày. Cõi ma, cõi Phật, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Chúng tôi đối với tướng của pháp này, chẳng ra khỏi, chẳng vượt qua. Chính vì thế, nên biết tất cả các pháp không có quyết định. Do không có quyết định nên không có quyến thuộc, không có gì chẳng phải là quyến thuộc. Bây giờ ác ma lo buồn khổ não muốn quay về trên trời. Ma giới hành Bất Ô Bồ Tát nói với ác ma rằng, người muốn đi đâu? Ma nói, tôi muốn quay về cung điện đã trụ. Bồ Tát nói rằng, chẳng lìa chỗ đó, tức là cung điện của người. Lúc đó ác ma liền tự thấy thân ở cung điện của mình. Bồ Tát nói rằng, ngươi thấy điều gì? Ác ma đáp rằng, tôi tự thấy thân ở cung điện của mình, rừng vườn ao xinh đẹp là sở hữu của tôi. Bồ Tát nói rằng, nay ngươi có thể đem chân lên Đức Như Lai. Ma nói, có thể được. Vừa nói lời đó, liền thấy Đức Như Lai, Thanh Văn Bồ Tát, tất cả đại chúng đều ở ngay trong chúng đó, nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Khi ấy A Nan bạch Phật rằng, Thế Tôn, nơi Đức Phật đã trụ, nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội với có kẻ dân thí, ăn xong thì Đức Phật được thành đạo. Hai vị thí chủ này có phước nhiều như thế nào? Đức Phật nói, này A Nan, dân thí cho Đức Phật ăn xong, Đức Phật thành A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Ăn xong, chuyển bánh xe pháp, ăn xong, nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, phước của ba bữa ăn này không có sai biệt. Này A Nan, ta ở chỗ nào được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, nên biết chỗ ấy tức là Kim Cương. Chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều ở trong chỗ đó được thành Phật đạo. Tuy theo chỗ đã trụ, nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội thời cả hai đều ngang bằng, không có sai khác. Với nơi có đọc tụng, viết chép cũng là như vậy. Này A Nan, dân thí cho Đức Phật ăn xong, bắt đầu chuyển bánh xe pháp. Nếu có pháp sư được dân thí ăn xong, đọc tụng, nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, thời phước của hai việc dân thí này ngang bằng nhau, không có khác. Lại nữa A Nan, Đức Phật trụ ở tịnh xá dùng 18 loại thần thông biến hóa độ tất chúng sinh, là có kẻ ở trong tịnh xá độc tụng nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, thời phước của hai nơi dân thí này chẳng khác. Bây giờ A Nan nói với ác ma rằng, ông được lợi lớn, hay đem cung điện dân thí cho Đức Phật nơi cư trú. Ma nói, đấy là ân lực an bày của ma giới hành Bất Ô Bồ Tát. Ký Bồ Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, ma giới hành Bất Ô Bồ Tát đó trụ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội có thần lực tự tại như thế nào? Đức Phật nói, này Kiên Ý, như ông đã nói, nay Bồ Tát này trụ trong Tam Muội đó hay dùng thần lực tùy ý tự tại, thể hiện tất cả hành hạnh của cõi ma này, mà hay chẳng bị sự nhiễm ô của ma hạnh. Cùng với thiên nữ hiện tướng vui đùa, nhưng thật chẳng thọ nhận pháp ác dâm dục, thì nam tử đó
trụ thủ lăng nghiêm tam muội hiện vào cung ma, nhân thân chẳng lìa nơi Phật hội. Hiện hành cõi ma, du hí vui đùa, nhân dùng Phật pháp giáo hóa chúng sinh. Kiên ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai trụ thủ lăng nghiêm tam muội đó hay hiện thần lực tự tại ở bao nhiêu nơi, lành thay nguyện xin Đức Thế Tôn diện nó chút ít. Đức Phật nói: Này Kiên ý, nơi ta trụ thủ lăng nghiêm tam muội này, ở 3.000 đại thiên thế giới này, 100.000 bốn thiên hạ, 100.000 mặt trời, mặt trăng, 100.000 cõi tứ thiên vương, 100.000 đao lợi thiên, 100.000 dạ ma thiên, 100.000 đâu xuất đà thiên, 100.000 hóa lạc thiên, 100.000 tha hóa tự tại thiên, cho đến 100.000 a ca nị tra thiên, 100.000 tu di sơn vương, 100.000 biển lớn, đấy gọi là 3.000 đại thiên thế giới. Này Kiên ý, ta trụ thủ lăng nghiêm tam muội ở 3.000 đại thiên thế giới này, hoặc ở Diêm Phù Đề hiện hành đàn ba la mật, Bồ Thí Ba La Mật, hoặc ở Diêm Phù Đề hiện hành Thí Ba La Mật, hoặc ở Diêm Phù Đề hiện hành Sàn Đề Ba La Mật, hoặc ở Diêm Phù Đề hiện hành Tỳ Đà Gia Ba La Mật, hoặc ở Diêm Phù Đề hiện hành Thiện Ba La Mật, hoặc ở Diêm Phù Đề hiện hành Bát Nhã Ba La Mật, hoặc ở Diêm Phù Đề hiện làm Ngũ Thông Thần Tiên, hoặc ở Diêm Phù Đề hiện ngụ tại nhà, hoặc ở Diêm Phù Đề hiện hành xuất gia, hoặc ở bốn thiên hạ hiện làm Nhất Sinh Bổ Sứ Ta Trời Đâu Xuất, hoặc ở bốn thiên hạ hiện làm Chuyển Luân Thánh Dương, hoặc làm Thích Đời Hoàng Nhân, hoặc làm Phạm Vương, hoặc làm bốn thiên vương, hoặc làm Dạ Ma Thiên Vương, hoặc làm Đâu Xuất Đà Thiên Vương, hoặc làm Hóa Lạc Thiên Vương, hoặc làm Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương, hoặc hiện trưởng giả, hoặc hiện cư sĩ, hoặc hiện làm Tiểu Vương, Đại Vương, hoặc làm Sát Lợi, hoặc làm Bà La Môn, hoặc làm Tát Bạc. Hoặc ở bốn thiên hạ muốn từ đâu xuất sinh xuống thế gian, hoặc hiện nhập vào bào thai, hoặc hiện ở bào thai, hoặc hiện muốn sinh, hoặc hiện sinh xong thì đi bảy bước, giơ tay tự xưng, trên trời, dưới trời, chỉ có ta là tôn quý. Hoặc hiện ở trong cung, cùng ở chung với thệ nữ, hoặc hiện xuất gia, hoặc hiện khổ hạnh, hoặc hiện lấy cỏ, hoặc hiện ngồi đạo trường, hoặc hiện giáng ma, hoặc hiện thành Phật, hoặc hiện quán thụ vương, cây vua, hoặc hiện thích phạm thịnh chuyển bánh xe pháp, hoặc hiện chuyển bánh xe pháp, hoặc hiện buông xả tuổi thọ, hoặc hiện vào niết bàn, hoặc hiện thiêu đốt thân, hoặc hiện xá lợi của toàn thân, hoặc hiện chia rải xá lợi của thân, hoặc hiện pháp muốn diệt, hoặc hiện pháp đã diệt, hoặc hiện thọ mệnh vô lượng, hoặc hiện thọ mệnh ngắn ngủi, hoặc hiện quốc độ không có tên của nẻo ác, hoặc hiện có các nẻo ác, hoặc hiện Diêm Phù Đề thanh tịnh nghiêm xuất như cung điện của trời, hoặc hiện sâu ác, hoặc hiện thượng trung hạ. Này Kiên ý, đấy đều là thần lực tự tại của thủ lăng nghiêm tam muội. Bồ Tát thì hiện nhập vào niết bàn, chẳng diệt trọn hết mà ở 3.000 đại thiên thế giới, hay hiện thần lực tự tại như vậy, thì hiện các việc trang nghiêm như vậy. Này Kiên ý, ông quán Đức Như Lai ở bốn thiên hạ này chuyển bánh xe pháp, ở cõi Diêm Phù Đề khác chưa thành đạo, hoặc có cõi Diêm Phù Đề hiện nhập vào diệt độ, đấy gọi là pháp môn sở nhập của thủ lăng nghiêm tam muội. Bây giờ trong hội các hàng trời rồng giả xoa kẻ thất bà, các Bồ Tát đại đệ tử đều tác niệm này: Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng những hay ở 3.000 đại thiên thế giới này có thần lực đó, mà ở thế giới khác cũng có sức ấy. Thời Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử biết ý của chúng hội, vì muốn chặt đứt sự nghi ngờ nên bạch Phật rằng: Thế Tôn, con đã du hành các quốc độ của Phật ở bên trên thế giới này vượt qua 60 hằng hà sa quốc độ. Cõi thế giới của Phật tên là Nhất Đăng Minh. Đức Phật ở trong cõi đó vì người nói pháp, con đến chỗ ấy, vui cúi đầu mặc lễ bàn chân của Đức Phật, rồi hỏi rằng: Đức Thế Tôn có tên hiệu gì? Chúng con phải làm thế nào để phụng trì tên của Đức của Phật? Đức Phật ấy đáp rằng: Ông đến chỗ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ vị ấy sẽ nói cho ông biết. Thế Tôn, công đức trang nghiêm của quốc độ Phật ấy, cho dù nói một kiếp cũng chẳng thể hết. Hơn nữa, nước ấy không có tên của thanh văn. Bất chư Phật chỉ có các Bồ Tát Tăng, thường nói bất thoái chuyển pháp luân. Nguyện xin Đức Thế Tôn nói tên của Đức Phật này, đấng đang giảng nói pháp ở cõi Nhất Đăng Minh. Khi ấy Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử: Các ông hãy khéo nghe, đừng ôm ấp sự sợ hãi mà sinh nghi ngờ hối hận. Tại sao thế? Vì chư Phật có thần lực chẳng thể nghĩ bàn, thế lực của thủ lăng nghiêm tam muội cũng chẳng thể nghĩ bàn. Này Văn Thù Sư Lợi, Đức Phật đang giảng nói pháp ở cõi Nhất Đăng Minh,
có hiệu là Nhất Thiết Công Đức Tự Tại Quang Minh Vương. Này Văn Thù Sư Lợi, Đức Phật Nhất Thiết Công Đức Tự Tại Quang Minh Vương đó ở cõi Nhất Đăng Minh, tức là thân của ta ở quốc độ ấy, hiện thần lực của Phật. Ta ở cõi ấy nói bất thoái chuyện Pháp Luân là tịnh thổ mà ta đã tu trong đời trước. Này Văn Thù Sư Lợi, nay ông nên biết, ta ở hết vô lượng vô biên trăm ngàn dạng ức na do tha quốc độ, có thần lực, điều mà tất cả thanh văn Bích Chi Phật chẳng thể biết. Này Văn Thù Sư Lợi, đây tức là thế lực của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Bồ Tát thường ở vô lượng thế giới thì hiện thần biến, ở Tam Muội đó mà chẳng động chuyển. Văn Thù Sư Lợi, với như mặt trời, mặt trăng ở cung điện, bắt đầu chẳng chi động mà hiện ở tất cả thành ấp thôn xóm. Bồ Tát như vậy trụ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, thoạt đầu chẳng di động mà hay ở cấp vô lượng thế giới, thì hiện thần ấy tùy theo sự ưa thích của chúng mà nói pháp. Lúc đó chúng hội được điều chưa từng có đều rất vui vẻ hớn hở vô lượng, chắp tay cung kính cùng với các hàng trời rồng già xoa càng thất bà Atula Kalola Khẩn Na La Ma Hầu La Già, dùng trân châu, hoa hương, khí đủ màu sắc, hương bột, hương xoa bôi rải lên trên Đức Phật, đều tấu hết thảy các kỹ nhạc của chư thiên cúng dường Đức Như Lai, với các đệ tử cũng đều cởi áo trên dâng lên Đức Phật. Các hàng Bồ Tát đem hoa diệu sắc lớn như núi Tu Chi, kèm với mọi hương tạp, hương bột, hương xoa, bôi, trân bảo, anh lạc rải lên trên Đức Phật, để nói lời này: Dạ vâng, bạch Đức Thế Tôn, nếu nơi có nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội thì đất ấy tức là Kim Cương. Nếu người được nghe nói Tam Muội đó, tin nhận độc tụng, vì người diện nói chẳng kinh chẳng sợ, nên biết người này cũng là Kim Cương, thành Bất Hoại Nhẫn, trụ thâm sâu nơi tính, được chư Phật hộ giúp, gieo trồng căn lành sâu dày, được thiện lợi lớn, giáng ma oán địch, cắt đứt các nẻo ác, là nơi thủ hộ của thiện tri thức. Thế Tôn, như con hiểu nghĩa của điều Phật nói, nếu có chúng sinh nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, liền hay tin nhận, độc tụng, nhà nghĩa, thì người diện nói như thuyết tu hành, nên biết người đó được trụ Phật Pháp, quyết định chẳng thoái lùi. Đức Phật nói như vậy, như vậy, như các ông nói, nếu người chẳng gieo trồng căn lành sâu dày, nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội chẳng thể tin nhận, ít có chúng sinh nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà hay tin nhận, phần lớn chúng sinh chẳng thể tin nhận. Này thì nam tử, người có bốn pháp nghe Tam Muội đó hay được tin nhận, nhóm nào là bốn? Một là từng ở nơi của chư Phật quá khứ nghe Tam Muội đó, hai là được thiện tri thức giúp đỡ ưa thích Phật đạo thâm sâu, ba là căn lành sâu dày ưa thích pháp lớn, bốn là thân tự được chứng pháp thâm sâu của đại thừa, có bốn pháp đó liền hay tin nhận Tam Muội như vậy. Thì nam tử đã có mãn nguyên A La Hán với bậc có đầy đủ chánh kiến, người tinh hành kiến hạnh, người đó tin thuận lời nói của Đức Như Lai, tin Tam Muội đó mà thân chẳng chứng. Tại sao thế? Vì Tam Muội đó chẳng phải là nơi mà tất cả thanh văn Bích Chi Phật thông đạt được, huống chi là chúng sinh khác. Bây giờ trưởng lão Ma Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, ví như người sinh ra đã bị mù, trong mộng được con mắt, nhìn thấy mọi loại hình sắc thì tâm rất vui vẻ, liền ở trong mộng cùng nói chuyện với người có mắt. Người đó tỉnh giấc xong lại chẳng thấy hình sắc, chúng con cũng vậy, lúc chưa nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó thời tâm vui vẻ, nói là được thiên nhãn cùng trụ với các Bồ Tát cùng nói chuyện bàn luận nghĩa lý. Thế Tôn, nay con theo Đức Phật nghe Tam Muội đó mà chẳng biết việc ấy, như người sinh ra đã mù, chẳng thể biết được pháp mà chư Phật Bồ Tát đã hành. Từ nay trở đi chúng con tự nhìn thân ấy, như người sinh ra đã mù, đối với pháp thâm diệu của Phật, không có trí tuệ, chẳng biết chẳng thấy chỗ hành của Đức Thế Tôn. Từ nay trở đi, chúng con biết các Bồ Tát chân thật được thiên nhãn hay được các trí tuệ thâm sâu như vậy. Thế Tôn, nếu người không có tâm tác bà nhã nhất thiết trí, thì ai sẽ tự nói con là bậc trí, con là ruộng phước? Đức Phật nói như vậy, như vậy, như ông đã nói, các trí tuệ thâm sâu mà Bồ Tát đã được thời thanh văn Bích Chi Phật chẳng thể theo kịp. Lúc Ma Ca Diếp nói lời đó, thời 8.000 chúng sinh đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bây giờ kiên ý Bồ Tát hỏi Văn Thù Sư Lợi Pháp Phương Tử rằng: Văn Thù Sư Lợi đã nói ruộng phước, thế nào gọi là ruộng phước? Văn Thù Sư Lợi nói: có 10 pháp hạnh tên là ruộng phước, nhóm nào là 10?
trụ môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng chẳng nhập vào pháp vị. Thấy biết bốn đế nhưng chẳng chứng đạo quả. Hành tám giải thoát nhưng chẳng buông bỏ Bồ Tát hạnh. Hay khởi ba minh nhưng hành ở ba cõi. Hay hiện hình sắc uy nghi của thanh văn nhưng chẳng tùy theo âm giáo từ người khác cầu pháp. Hiện hình sắc uy nghi của Bích Chi Phật nhưng dùng biện tài vô ngại nói pháp. Thường tại thiền định nhưng hay hiện hành tất cả các hạnh. Chẳng lìa chánh đạo nhưng hiện nhập vào tà đạo. Tham nhiệm ái sâu nhưng lìa tất cả dục phiền não. Nhập vào niết bàn nhưng đối với sinh tử chẳng hoài chẳng buông bỏ. Có mười pháp đó nên biết người ấy, người đấy là ruộng phước chân thật. Khi ấy kiên ý Bồ Tát hỏi Tu Bồ Đề Su Phu Tí rằng: Bạch trưởng lão Tu Bồ Đề, Đức Thế Tôn nói ông là ruộng phước bậc nhất, ông đã được mười pháp đó chưa? Tu Bồ Đề nói: Tôi đối với pháp đó còn chưa được một, huống chi là có mười. Kiên ý nói: Vậy do đâu mà ông được gọi là ruộng phước bậc nhất? Tu Bồ Đề nói: Tôi chẳng là ruộng phước bậc nhất ở trong chư Phật Bồ Tát. Đức Phật nói: Tôi là ruộng phước bậc nhất ở trong thanh văn Bích Chi Phật. Này Kiên ý, ví như tiểu vương ở biên địa cũng gọi là vua. Nếu chuyển luân thánh vương đến ở biên địa thì các tiểu vương chẳng được gọi là vua. Khi ấy, chỉ có chuyển luân thánh vương vì thánh vương có uy đức thù diệu vượt hơn hẳn. Này Kiên ý, tuy theo quốc độ thành ấp thôn xóm không có Bồ Tát ở, thì tôi ở trong chỗ ấy được làm ruộng phước. Nếu có Đức Phật ngự, có Đại Bồ Tát thì tôi ở trong đó chẳng được gọi là ruộng phước. Các Bồ Tát có tâm tác bà nhã vì thế hơn hẳn tôi. Lúc đó Đức Phật khen Tu Bồ Đề rằng: lành thay, như ông đã nói. Đấy là lời nói của bậc đại đệ tử không có thắng thượng mạng. Kiên ý Bồ Tát là hỏi Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng: Văn Thù Sư Lợi đã nói đa văn. Thế nào gọi là đa văn? Văn Thù Sư Lợi nói: Nếu người được nghe pháp của một câu liền giải được ngàn vạn ức nghĩa trong đó, ngàn trăm ngàn vạn kiếp diễn bày giải nói, trí tuệ biện tài chẳng thể cùng tận, đấy gọi là đa văn. Lại nữa Kiên ý Bồ Tát được nghe điều mà vô lượng chư Phật ở mười phương đã nói, đều hay thọ trì hết, không có một câu nào mà trước kia chẳng nghe. Phàm điều đã nghe đều là điều mà trước kia đã nghe, tùy theo pháp đã nghe, hay gìn giữ chẳng quên. Vì chúng sinh nói nhưng không có chúng sinh, thân và chúng sinh cùng với pháp đã nói không có sai biệt, đấy gọi là đa văn. Bây giờ trong hội có Bồ Tát Thiên Tử tên là Tịnh Nguyệt Tạng tác niệm này. Đức Phật nói: Trong hàng đa văn thì A Nan là tối vi đệ nhất. Như Văn Thù Sư Lợi đã nói về đa văn, thì nay A Nan còn có là bậc nhất chăng? Tác niệm đó xong, hỏi A Nan rằng: Đức Như Lai nói trong hàng đa văn, thời ông là bậc tối vi đệ nhất. Đa văn của ông còn có còn như điều Văn Thù Sư Lợi đã nói chăng? A Nan đáp rằng: Đa văn như Văn Thù Sư Lợi đã nói thì tôi không có việc đó. Tịnh Nguyệt Tạng nói: Vì sao Đức Như Lai thường xưng nói ông ở trong hàng đa văn là bậc tối tôn vi đệ nhất? A Nan đáp rằng: Các đệ tử của Phật tùy theo âm thanh mà được giải thoát, nên ở trong nhóm người đó tôi nói tôi là bậc nhất, chứ chẳng phải vì tôi ở trong các Bồ Tát có biện tài vô ngại, đại tuệ vô đẳng của vô lượng biện trí là bậc đa văn đệ nhất. Này Thiên Tử, ví như do ánh sáng có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, nên người của cõi Diêm Phù Đề nhìn thấy các hình sắc mà được có chỗ làm. Tôi cũng như vậy, chỉ do ánh sáng trí tuệ của Đức Phật mà được thọ trì pháp. Tôi ở trong đó tự không có sức, nên biết đều là thần lực của Đức Như Lai. Khi ấy Đức Thế Tôn khen A Nan rằng: lành thay, như ông đã nói, các pháp mà ông đã thọ trì niệm tụng nên biết tức là thần lực của Như Lai. Bây giờ Đức Phật bảo Tịnh Nguyệt Tạng rằng: Các pháp mà A Nan đã trì giữ rất ít, còn điều chẳng tụng thì nhiều vô lượng vô biên. Này Thiên Tử, các pháp mà ta đã đắc đạo, đã đắc được ở đạo trường trăm ngàn dạng phần, chưa nói hết một phần. Điều ta đã nói thì A Nan ở trong trăm ngàn ức phần chưa trì giữ hết một phần. Này Thiên Tử, Như Lai chỉ ở một ngày một đêm cùng nói pháp với các hàng Thích Phạm Vương, Hộ Thế Tứ Thiên Vương, Trời Rồng, Dạ Xoa, Càn Thất Bà, Thiên Tử, Bồ Tát, bốn mười phương thế giới, dùng sức của trí tuệ mà làm kệ tụng,
Nói Tu Đa La, nhân duyên, thí dụ, chỗ hành của chúng sinh, các ba la mật với. Nói Thanh Văn, Bích Chi Phật Thừa, Vô Thượng Thừa, Nhiếp Đại Thừa Pháp, Gia Bai, Hủy Hoại Sinh Tử, Khen Ngợi Niết Bàn, Giả Sở Hết Thảy Chúng Sinh, Bên Trong Cõi Diêm Phù Đề Thành Tựu Đa Văn đều như A Nan, ở trăm ngàn kiếp cũng chẳng thể thọ trì hết được. Thiên tử do nhân duyên đó nên biết tác pháp, các pháp mà Như Lai đã nói, nhiều vô lượng vô biên, chỗ A Nan trì giữ rất là ít ỏi. Lúc đó Tịnh Nguyệt Tạng Thiên tử liền đem 10 vạn dù lộng bằng 7 báu, giờ là Đức Như Lai, tức thời lộng ấy trụ khắp hư không, chúng sinh được nghe, được che, đều có màu vàng rồng, dâng lộng lên sông nói như vậy. Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn, nguyện do phước này khiến khắp chúng sinh có biện tài nói pháp sẽ như Đức Thế Tôn, hay thọ trì pháp như Văn Thù sẽ loại pháp vương tử. Thời Đức Phật biết Bồ Tát Thiên tử đó ưa thích Phật đạo thâm sâu nên trao cho A Nậu Đa La Tán Biểu Tán Bồ Đề ký, rồi nói rằng: Nay Thiên tử đó trải qua 440 vạn kiếp sẽ được thành Phật hiệu là Nhất Bào Cái, quốc độ tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Lúc nói pháp đó, thời 200 Bồ Tát sinh tâm giải đãi pháp ấy của chư Phật Thế Tôn rất thâm sâu. A Nậu Đa La Tán Biểu Tán Bồ Đề như thế khó được, chúng ta chẳng thể có đầy đủ việc ấy, chẳng bằng dùng Bích Chi Phật Thừa nhập vào Niết Bàn. Tại sao thế? Vì Đức Phật nói nếu Bồ Tát có thoái chuyển, hoặc làm Bích Chi Phật, hoặc làm Thanh Văn. Bây giờ Văn Thuần sẽ loại pháp vương tự biết 200 Bồ Tát này có tâm lười biếng thoái lui, muốn cho quay lại phát khởi, khiến được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, cũng muốn giáo hóa hàng trời rồng Dạ Xoa, Càn Đắc Bà Atula, Kalola, Khẩu Na La, Ma Hầu La Già trong hội, lên bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nhớ kiếp quá khứ tên là Chiếu Minh, con ở trong ấy 360 ức đời, dùng Bích Chi Phật Thừa nhập vào Niết Bàn. Khi ấy tất cả chúng hội đều sinh tâm nghi ngờ, nếu vào Niết Bàn thì chẳng thể quay lại sinh tử, nói tiếp: Nói gì sao Văn Thù Sư Lợi nói như lời như vậy? Thế Tôn, con nhớ kiếp quá khứ tên là Chiếu Minh, con ở trong ấy 360 ức đời, dùng Bích Chi Phật Thừa nhập vào Niết Bàn, việc đó thế nào? Bây giờ Sa Lợi Phất nương theo thần chỉ của Đức Phật bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu người đã nhập vào Niết Bàn thì chẳng thể nào là có sinh tử nối tiếp. Làm thế nào mà Văn Thù Sư Lợi nhập vào Niết Bàn xong lại mau chóng sinh ra? Đức Phật nói: Ông có thể hỏi Văn Thù Sư Lợi, tự vị ấy sẽ đáp lời ông. Thời Xá Lợi Phất hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: Nếu người đã nhập vào Niết Bàn, thời chẳng thể lại tiếp nối ở trong các hữu. Nay vì sao ông lại nói là: Thế Tôn, con nhớ về quá khứ, trong kiếp Chiếu Minh, 360 ức đời, dùng Bích Chi Phật Thừa nhập vào Niết Bàn, nghĩa này thế nào? Văn Thù Sư Lợi nói: Đức Như Lai hiện tại là bậc biết tất cả, thấy tất cả, nói lời chân thật, chẳng lừa mình, dối người. Trời, người của thế gian, không có ai lừa dối Ngài được. Điều tôi đã nói, thời Đức Phật tự chẳng biết. Nếu tôi nói khác, tức là lừa dối Đức Phật. Này, Xá Lợi Phất, lúc ấy trong kiếp Chiếu Minh, có Đức Phật ra đời hiệu là Phất Xa, làm lợi ích cho các trời người ở trong thế gian, xong thì nhập vào Niết Bàn. Sau khi Đức Phật đó diệt độ thì Pháp trụ 10 vạn năm. Sau khi Pháp diệt thì chúng sinh kiếp đó, đối với Bích Chi Phật có nhân duyên hóa độ. Giả sử trăm ngàn ức Phật vì họ nói Pháp thì họ cũng chẳng tin chẳng nhận, chỉ có thể dùng Pháp uy nghi của thân Bích Chi Phật mới độ thoát được. Các chúng sinh đó đều chỉ cầu Bích Chi Phật đạo, thời đó không có Bích Chi Phật ra đời, các chúng sinh đấy không có nơi chốn để gieo trồng nhân duyên căn lành. Vào lúc đó tôi vì muốn giáo hóa nên tự xưng thân tôi là Bích Chi Phật. Tùy theo các quốc độ thành ấp thôn xóm để biết thân tôi là Bích Chi Phật, thời tôi đều vì họ hiện hình sắc uy nghi của Bích Chi Phật. Các chúng sinh đó thâm tâm cung kính, đều đem thức ăn uống cúng dường cho tôi. Tôi nhận thức ăn xong, quán duyên gốc của họ, pháp đáng để nghe rồi, vì họ giả nói xong, thân bay lên hư không giống như nhạn vương. Khi chúng sinh đều rất vui vẻ, dùng tâm cung kính, cúi đầu mặc lễ tôi rồi nói lời này: Nguyện khiến cho chúng con ở đời vị lai để được pháp lợi như người đó ở ngày nay. Này Xá Lợi Phất, cho nhân chuyện đó thành tựu chứa lượng cho số chúng sinh,
khiến gieo trồng cát lành. Thôi tôi quan sát các nhân chúng đó. Cúng dường thức ăn cho tôi, sinh tâm lười biếng chán ghét, tức thời bạc họa rằng, đã đến lúc ta vào niết bàn. Trăm ngàn chúng sinh nghe lời đó, nói đó xong, đều cầm hương hoa, hương tạp, bơ, dầu, đi đến chỗ của tôi. Ngay lúc đó tôi nhập vào định diệt tận định, do bản nguyện cho nên chẳng diệt trọn hết. Các chúng sinh đó nói tôi đã mệnh chung, vì cúng dường tôi nên dùng củi thơm để thiêu đốt thân. Tôi nói tôi đã thật diệt. Thời tôi lại đến cái thành lớn của nước khác, tự xưng tôi là thân Bích Chi Phật. Chúng sinh trong đó còn đem thức ăn uống đến cúng dường cho tôi. Tôi ở trong đó hiện bày nhập vào niết bàn. Họ cũng nói là tôi đã diệt đều đến cúng dường và thiêu đốt thân tôi. Như vậy, Xá Lợi Phất, tôi ở đó mãn một tiểu kiếp, 360 ức đời làm thân Bích Chi Phật hiện bày nhập vào niết bàn ở các thành lớn. Mỗi một thành đều dùng Bích Chi Phật thừa độ thoát 36 ức chúng sinh. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát như vậy dùng Bích Chi Phật thừa nhập vào niết bàn nhưng chẳng diệt mãi mãi. Lúc Văn Thù Sư Lợi nói lời đó, thời 3.000 thế giới, 3.000 đại thiên thế giới chấn động theo 6 cách, ánh sáng chiếu khắp, ngàn ức chư thiên cúng dường Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, tuôn các mưa hoa của cõi trời đều nói lời này, quá thật hiếm có. Ngày nay chúng con được thiện lợi lớn, thấy Đức Phật Thế Tôn với thấy Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, lại nghe nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó. Bạch Đức Thế Tôn, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử thành tựu pháp chưa từng có như vậy, trụ Tam Muội nào mà có thể hiện pháp chưa từng có như thế. Đức Phật bảo chư thiên, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử trụ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội hay làm việc khó khăn hiếm có như vậy. Bồ Tát trụ Tam Muội này để làm tính hạnh, nhưng chẳng tùy theo niềm tin của người khác, cũng làm pháp hành, nhưng ở pháp tướng, chuyện ở pháp luân, chẳng lui, chẳng mất, cũng làm tám người ở các vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, là tám người tà, nhưng hành ở đạo, làm tu đà hoàng, vì chúng sinh chịu nước sinh tử cuốn trôi, nhưng chẳng nhập vào pháp vị, làm tứ đà hàm, nhưng hiện thân ấy ở khắp ở các thế gian, làm A Na Hàm, nhưng cũng quay trở lại giáo hóa chúng sinh, làm A La Hán, nhưng cũng thường tên tiếng cầu học Phật pháp, cùng làm thanh văn, dùng vô ngại biện vì người nói pháp, làm Bích Chi Phật vì muốn giáo hóa chúng sinh có nhân duyên mà hiện bày nhập vào niết bàn, nhưng do sức Tam Muội cho nên quay lại sinh ra. Này các thiên tử, Bồ Tát trụ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó đều hay hành khắp các hạnh của hiền thánh, cũng tùy theo đất ấy có pháp để nói những chẳng trụ bên trong. Chư thiên nghe Đức Phật nói nghĩa như vậy, tại đều rơi lệ rồi nói rằng, Thế Tôn, nếu người đã nhập vào địa vị của thanh văn Bích Chi Phật thời vĩnh viễn mất Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó. Thế Tôn, thà làm người có tạo tội nặng năm nghịch mà được nghe nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, chứ chẳng nhập vào pháp vị làm lậu tận A-la-hán. Tại sao thế? Vì người gây năm tội nghịch nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề xong, tuy bản tội duyên bị đọa tại địa ngục, do nhân duyên căn lành nghe Tam Muội đó được quay trở lại thành Phật. Thế Tôn, lậu tận A-la-hán giống như vật khí bị phá vỡ mà mãi chẳng thể thọ nhận Tam Muội đó. Thế Tôn, ví như có người cho bơ, dầu, mật, phần lớn nhân chúng cầm mọi loại vật khí, trong đó có một người dùng tâm chẳng bền chắc phá vỡ vật khí đã cầm, tùy đến nơi ban cho bơ, dầu, mật, nhưng không có chỗ lợi ích, chỉ được tự ăn no, nhưng chẳng thể cầm giữ, để quay lại ban cho người khác. Trong đó có người cầm vật khí bền chắc, đã được tự ăn no, cũng cầm vật khí tràn đầy thức ăn ban cho người khác. Bơ, dầu, mật chính là chánh pháp của Đức Phật. Vật khí đã cầm bị phá vỡ, chỉ được tự đủ chứ chẳng thể quay lại ban cho người khác, tức là thanh văn với Bích Chi Phật. Kẻ cầm vật khí quay lại, tức là Bồ Tát, thân tự được đủ cũng hay gìn giữ cho tất cả chúng sinh. Lúc đó 200 thiên tử tâm muốn thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, theo các thiên tử nghe lời nói đó xong,
Với nghe tới lực công đức chẳng thể nghĩ bàn của Văn Thù Sa Lợi Pháp Vương Tử, liền dùng tâm sâu xa phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chẳng tùy theo tâm thoái chuyển. Lúc trước đang bạch Phật rằng chúng con cho dù bị nguy hại, mất mạng cũng chẳng buông bỏ tâm đó, cuối cùng cũng chẳng buông bỏ tất cả chúng sinh. Thế Tôn, chúng con nguyện xin nghe nhân chuyên căn lành của Thủ Lăng Nghiêm Tam Bụi đó sẽ được 10 lực của Bồ Tát. Nhóm nào là 10? Nơi Tam Bồ Đề được sức bền chắc, nơi Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn được sức tinh sâu, nghe nhiều được sức chẳng quên, qua lại trong sinh tử được sức không có mệt mỏi. Đối với chúng sinh, được sức đại bi bền chắc, ở trong bố thí được sức không bỏ bền chắc, ở trong trì giới được sức chẳng hoại, ở trong nhẫn nhục được sức nhận chịu bền chắc, mà chẳng thể hoại được sức trí tuệ, nơi các pháp thâm sâu được sức tinh thích. Khi ấy Đức Phật bảo Kiên Ý Bồ Tát, nếu có chúng sinh ở đời hiện tại này, hoặc sau khi ta diệt độ, nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó mà hay tinh thích, nên biết người đó thể đều được 10 lực của Bồ Tát đấy. Bây giờ trong hội có vị Bồ Tát tên là Danh Ý bạch Phật rằng, Thế Tôn, nếu muốn được phước, cần phải cúng dường Phật, muốn được tuệ, cần phải nghe nhiều, muốn sinh vào chỗ tốt lành, cần phải giữ giới, muốn giàu có lớn, nên bố thí nhiều hơn, muốn được hình sắc màu nhiệm, cần phải tu nhẫn nhục, muốn được biện tài, nên kính sư trưởng, muốn được đà la ni, nên lìa tăng thượng mạng, muốn được trí, cần phải ghi nhớ chân chính, muốn được vui thích, nên buông bỏ tất cả ác, muốn được lợi ích cho chúng sinh, nên phát tâm bồ đề, muốn được âm thanh màu nhiệm nên tu thật ngữ, lời nói chân thật. Nếu muốn được công đức nên vui xa lìa xa. Muốn cầu pháp nên cầu tiền tri thức. Muốn ngồi thiền nên lìa chỗ hội họp ồn ào. Muốn tu tuệ suy xét ghi nhớ trí tuệ nên tu tư tính suy xét ghi nhớ tính. Muốn sinh vào cõi phạm thiên nên tu tâm vô lượng. Muốn sinh làm trời người nên tu 10 điều lành. Thế Tôn, nếu người muốn được phước đức, muốn được tuệ, muốn được sinh nơi tốt lành, muốn giàu có lớn, muốn hình sắc màu nhiệm, muốn biện tài, muốn đà la ni, muốn được trí, muốn được vui thích, muốn được lợi ích cho chúng sinh, muốn âm thanh màu nhiệm, muốn công đức, muốn cầu pháp, muốn ngồi thiền, muốn tư tuệ, muốn sinh vào cõi phạm thiên, muốn sinh làm trời người, muốn được niết bàn, muốn được tất cả công đức, thì nên nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội thọ trì đọc tụng, vì người khác nói như thuyết tu hành. Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào để tu Tam Muội đó? Đức Phật nói, này Danh Ý, nếu Bồ Tát hay quán các pháp trống rỗng, không có chỗ chướng ngại, niệm niệm diệt tận, lìa nơi yêu ghét, đấy gọi là tu Tam Muội đó. Lại nữa Danh Ý, học Tam Muội đó chẳng phải do một việc, tại sao thế? Tùy theo các tâm chúng sinh, chỗ đã hành của tâm thì Tam Muội đó có các hành ấy. Tùy theo các tâm chúng sinh, chỗ nhập của tâm thì Tam Muội đó có các nhập ấy. Tùy theo cửa vào của các căn của các chúng sinh thì Tam Muội đó có cửa nhập ấy. Tùy theo hết thảy danh sắc của chúng sinh. Bồ Tát được Tam Muội đó cũng hiện bày ngần ấy danh sắc, hay biết như vậy đấy gọi là tu Tam Muội đó. Tùy theo danh sắc tướng mạo của tất cả Phật được Tam Muội đó, Bồ Tát cũng hiện bày ngần ấy hình sắc tướng mạo, hay biết như vậy đấy gọi là tu Tam Muội đó. Tùy thấy tất cả các quốc độ của Phật, Bồ Tát cũng tự thành quốc độ đó, đấy gọi là tu Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó. Danh Ý Bồ Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, Tam Muội đó tu hành rất khó. Đức Phật bảo Danh Ý, do việc đó cho nên có ít Bồ Tát trụ Tam Muội đó, mà có nhiều Bồ Tát hành Tam Muội khác. Khi ấy Danh Ý Bồ Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, Di Đặc Bồ Tát này là vị nhất sinh bổ xứ tiếp nối Đức Thế Tôn sẽ được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ngài Di Lặc được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó ư? Đức Phật nói, này Danh Ý, các Bồ Tát ấy được trụ nhất sinh bộ xứ, nhận chính vị của Phật, thấy đều được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó. Tức thời Di Lặc Bồ Tát thể hiện thần lực như vậy,
danh ý Bồ Tát với các chúng hội được thấy các cõi chí phù đề của 3.000 đại thiên thế giới này, trong ấy đều là Di Lặc Bồ Tát, hoặc thấy ở trên trời, hoặc thấy tại nhân gian, hoặc thấy xuất gia, hoặc thấy tại gia, hoặc thấy hầu cận Phật như A Nan, hoặc thấy trí tuệ bậc nhất như Xá Lợi Phất, hoặc thấy thần thông bậc nhất như Mục Kiền Liên, hoặc thấy đầu đà bậc nhất như Đại Ca Diếp, hoặc thấy nói pháp bậc nhất như Phố Lâu Na, hoặc thấy ưa thích giới bậc nhất như La Hầu La, hoặc thấy giữ luật bậc nhất như U Ba Ly, hoặc thấy thiên nhãn bậc nhất như A Na Luật, hoặc thấy ngồi thiền bậc nhất như Ly Bà Đa. Như vậy trong tất cả các bậc nhất đều thế Di Lặc. Hoặc thấy vào thành ấp thôn xóm khất thực, hoặc thấy nói pháp, hoặc thấy ngồi thiền. Danh ý Bồ Tát với các đại chúng, tất cả đều thế Di Lặc Bồ Tát hiện thế lực thần thông của Thù Lăng Nghiêm Tam Muội. Nhìn thấy xong, rất vui vẻ, bạch Phật rằng: Thế Tôn, ví như ngài vàng ròng, tuy bị chà xát mài giũa, nhưng chẳng mất tính ấy. Cái đại sĩ đó cũng là như vậy, tùy theo chỗ đã làm, đều hay thì hiện pháp tính, chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ danh ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nói Bồ Tát, nếu hay thông đạt Thù Lăng Nghiêm Tam Muội, sẽ biết thông đạt tất cả đạo hạnh, nơi Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa với Đại Thừa của Phật tể đều thông đạt. Đức Phật nói như vậy, như vậy. Như ông đã nói, nếu Bồ Tát hay thông đạt Thù Lăng Nghiêm Tam Muội, tức hay thông đạt tất cả đạo hạnh. Khi ấy trưởng lão Ma Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nói Văn Thù sẽ loại Pháp Vương Tử, từng ở đời trước đã làm việc Phật, hiện ngồi đạo trường, chỉ bánh xe pháp, bày cho các chúng sinh nhập vào diệt đại diệt độ. Đức Phật nói như vậy, như vậy, như ông đã nói. Này Ca Diếp, quá khứ lâu xa, vô lượng vô biên chạy thẳng kỷ bạc A Tăng Kỳ Kiếp, lúc đó có Đức Phật hiệu là Long Chủng Thượng Như Lai, ứng cúng chế biến tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giả vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ở phương nam của thế giới này, vượt qua 1.000 quốc độ của Phật, có nước tên là Bình Đẳng, không có núi sông, cát đá sỏi, ngói đá, gò nõng, gò đất lớn. Đất bằng phẳng như lòng bàn tay, sinh cỏ mềm mại như ca lăng già. Đức Long Chủng Thượng Phật ở thế giới đó, được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, lúc bắt đầu chuyển bánh xe pháp thì giáo hóa thành tựu 70 ức số các chúng Bồ Tát, 80 ức người thành A-La-Hán. 96.000 người trụ trong chân chuyên của Bích Chi Phật, sau đó tiếp tục có vô lượng thanh văn tăng. Này Ca Diếp, Đức Long Chủng Thượng Phật, có thọ mệnh 440 vạn tuổi, hóa độ trần người xong thì nhập vào Niết Bàn. Rải xá lợi của thân lưu ly bày thiên hạ, dựng 36 ức cái tháp cho chúng sinh cúng dường. Sau khi Đức Phật ấy diệt độ, pháp trụ 10 vạn năm, lúc Đức Long Chủng Thượng Phật sắp vào Niết Bàn, thì trao cho Trí Minh Bồ Tát lời thọ ký riêng rằng: Trí Minh Bồ Tát này tiếp nối sau ta sẽ được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cùng có hiệu là Trí Minh. Này Ca Diếp, ông nói Đức Long Chủng Thượng Phật của thế giới Bình Đẳng như vậy, há là người khác ư? Đừng xin nghi ngờ này, tại sao thế? Vì vị ấy tức là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Này Ca Diếp, nay ông tạm quên thế lực của Thù Lăng Nghiêm Tam Muội, các đạo Bồ Tát dùng sức đó, cho nên thì hiện nhập vào bào thai, mới sinh ra xuất gia đến cây Bồ Đề, ngồi ở đạo trường, chuyển bánh xe diệu pháp nhập vào Niết Bàn, di bày xá lợi mà chẳng buông bỏ pháp của Bồ Tát. Ở Niết Bàn, chẳng diệt trọn hết. Bây giờ trưởng lão Maha Ca Diếp nói với Phân Thù Sư Lợi rằng: Nhân giả hay tạo là việc khó khăn hiếm có như đây, để hiện bày cho chúng sinh. Văn Thù Sư Lợi nói: Này Ca Diếp, ý của ông thế nào? Núi Kỳ Xà Quật đó do ai tạo ra, thế giới đó cũng từ đâu mà ra? Ca Diếp đáp rằng: Văn Thù Sư Lợi, tất cả thế giới do bọt nước tạo thành, cũng từ nhân duyên nghiệp chẳng thể nghĩ bàn của chúng sinh mà ra. Văn Thù Sư Lợi nói: Tất cả các pháp cũng theo nhân duyên nghiệp chẳng thể nghĩ bàn mà có. Tôi đối với việc này không có công lực, tại sao thế? Vì tất cả các pháp đều thuộc nhân duyên, không có chủ, cho nên tùy theo ý tạo thành. Nếu có thể hiểu điều này, thì nói là chẳng có. Này Ca Diếp, nếu người chưa thấy Bốn Đế,
nghe việc như vậy mà hay tin hiểu. Đây tức là có thế bốn đã xong, để các thần thông nghe điều này hay tin chẳng đủ là có. Bây giờ thân của Đức Thế Tôn bay lên hư không, cao bảy cây đa la ngồi kiết già, thân tỏa ánh sáng chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới. Tất cả chúng hội đều thấy vô lượng chư Phật ở mười phương, thế đều nói thủ lăng nghiêm tam muội đó chẳng tăng chẳng giảm, từ xa đều được nghe. Mười phương chư Phật cũng bay lên hư không cao bảy cây đa la ngồi kiết già, thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vô lượng thế giới ở mười phương. Các chúng sinh của các cõi ấy cũng thấy thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bay lên hư không ngồi kiết già. Các chúng hội ấy thảy đều dùng hoa từ xa rải lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để thấy mọi thứ hoa ở trên hư không hợp thành cái lọng báu, cái lọng hoa. Bồ Tát thấy các hàng trời rồng giả xoa cả tác bà của cõi này đều cũng dùng hoa rải lên Phật ấy, để ở bên trên Đức Phật hóa thành cái lọng hoa. Khi ấy Đức Thế Ca Mâu Ni Phật nhiếp thần túc lại, ngồi ở bản tòa, bảo kiên ý rằng, đó là xuất thần thông của Như Lai, vì khiến cho chúng sinh tăng ít công đức, chính vì thế cho nên Đức Như Lai thị hiện việc đó. Lúc Đức Phật hiện xuất thần thông, thời 8.000 trời người phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, lại khi nói thủ lăng nghiêm tam muội đó sắp hết thời, kiên ý Bồ Tát với 500 Bồ Tát được thủ lăng nghiêm tam muội, thấy đều được thấy hết thảy thần lực của chư Phật ở mười phương, nơi pháp thâm sâu của Phật được trí quang minh, trụ địa thứ 10, nhận chức vị Phật. 3.000 đại thiên thế giới chấn động theo 6 cách, vô ánh sáng lớn chiếu khắp thế giới, ngàn vạn kỹ nhạc cùng tấu một lúc, chư thiên ở trong hư không tuôn mưa mọi loại hoa. Bây giờ Đức Phật bảo A Nan, ông nên thọ nhận thủ lăng nghiêm tam muội đó, giữ gìn phúng tụng đọc, rồi rộng vì người nói. Thời Trì Tu Di Sơn Đỉnh thích bạch Phật rằng, Thế Tôn, trí tuệ của A Nan nghĩ nhớ có hạn lượng, người thanh văn tùy theo âm thanh khác, tại sao đem pháp bảo của tam muội đó giao phó cho A Nan? Trì Tu Di Sơn Đỉnh thích phát lời chí thành là, nếu tôi hay ở đời này đời sau rộng tuyên lưu bố tam muội báu này không có hư dối, thì cây ở trong núi Kỳ Xà Quật này thảy đều như cây bồ đề của Đức Phật, bên dưới các cây ấy đều có vị Bồ Tát. Trì Tu Di Đỉnh thích nói lời đó xong, liền thấy các cây như cây bồ đề, bên dưới mỗi một cây đều thấy vị Bồ Tát. Các cây bồ đề đều phát ra lời nói là như lời mà Trì Tu Di Sơn Đỉnh thích đã nói là thật, thì người đó thảy hay khiến cho tam muội này được rộng tuyên lưu bố. Khi ấy các hàng trời rồng giả xoa cả thác bà đồng thanh bạch Phật rằng, Thế Tôn, giả sử Đức Như Lai trụ thọ một kiếp chẳng làm việc khác, đem thanh văn thừa vì người nói pháp, mỗi một lúc nói pháp thảy đều như lúc mới chuyển bánh xe pháp để độ chúng sinh, nói thủ lăng nghiêm tam muội để độ chúng sinh, thì điều này tức hơn hẳn. Tại sao thế? Vì các chúng sinh đó đều dùng thanh văn thừa hóa độ. Đối với Bồ Tát thừa thì trăm phần chẳng theo kịp một phần, trăm ngàn vạn ức phần, cho đến tính toán thí dụ cũng chẳng thể theo kịp. Thủ lăng nghiêm tam muội như vậy có vô lượng thế lực đó, hay thành tựu các Bồ Tát khiến được đầy đủ Phật Pháp. Lúc đó kiên ý Bồ Tát bạch Phật rằng, Đức Thế Tôn, có tuổi thọ thật là bao nhiêu, lúc nào sẽ vào Niết Bàn rốt ráo? Đức Phật nói, này kiên ý, ở phương Đông, cách thế giới này 32.000 cõi Phật, có một nước tên là Trang Nghiêm, trong đó có Đức Phật hiệu là Chiếu Minh Trang Nghiêm Tự Tại Vương Như Lai, ứng cúng, chế biến tri, minh hạnh tốt thiện thể tới gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nay hiện tại đang nói Pháp. Này kiên ý, như thọ mệnh của Đức Chiếu Minh Trang Nghiêm Tự Tại Vương Phật, thọ mệnh của ta cũng là như vậy. Thế Tôn, Đức Chiếu Minh Trang Nghiêm Tự Tại Vương ấy có thọ mệnh bao nhiêu? Đức Phật bảo kiên ý, ông tự đến hỏi, ta sẽ đáp lại cho ông. Tức thời kiên ý nương theo thần lực của Đức Phật, lại dùng sức của thủ lăng nghiêm tam muội với sức thần thông thuộc căn lành của mình, như khoảng một niệm liền đến thế giới trang nghiêm ấy,
cúi đầu mặc lễ bàn chân của Đức Phật ấy, nhiễu quanh theo bên phải ba vòng, lui về trụ một bên, rồi bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn có thọ mệnh bao nhiêu, thời sẽ vào Niết Bàn. Đức Phật ấy đáp rằng: Như thọ mệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ấy, thọ mệnh của ta cũng là như vậy. Điều ông muốn biết là ta thọ bảy A Tăng Kỳ kiếp, thọ mệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vậy. Khi ấy Kiên Ý Bồ Tát tâm rất vui vẻ, liền quay về thế giới Ta Bà, bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Chiếu Minh Trang Nghiêm Tự Tại Vương Phật ấy thọ 700 A Tăng Kỳ kiếp, là bảo con rằng như thọ mệnh của ta, thọ mệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là như vậy. Lúc đó A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, đặt áo hở vai phải, chắp tay hướng về Đức Phật, rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn, như con hiểu nghĩa mà Đức Phật đã nói, con nói Đức Thế Tôn ở thế giới Trang Nghiêm ấy dùng tên gọi khác để tạo lợi ích cho chúng sinh. Bây giờ Đức Thế Tôn khen A Nan rằng: lành thay, ông dùng sức của Phật hay biết việc đó. Thân của Đức Phật ấy, tức là thân của ta, dùng tên gọi khác ở chúng ấy nói pháp độ tác chúng sinh. Này A Nan, sức thần thông tự tại như vậy đều là thế lực của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó. Khi ấy Đức Phật bảo Kiên Ý Bồ Tát: Này Kiên Ý, do việc đó nên biết ta thọ 700 A Tăng Kỳ kiếp rồi sẽ rốt ráo nhập vào Niết Bàn. Thời đại chúng trong hội nghe Đức Phật đã nói thọ mệnh chạy thành Niết Bàn như vậy đều rất vui vẻ, được điều chưa từng có, bạch Phật rằng: Thế Tôn, thần lực của chư Phật thật chưa từng có, tất cả chỗ hành chẳng thể nghĩ bàn. Ở chỗ này hiện tuổi thọ đoạn mệnh như vậy, mà thật ở chỗ khác thọ 700 A Tăng Kỳ kiếp. Thế Tôn, nguyện khiến cho tất cả chúng sinh được đầy đủ thọ mệnh chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Bây giờ, Đức Thế Tôn lại bảo Kiên Ý: Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, tùy ở tại quận, đất nước, thành ấp, thôn, xóm, tịnh xá, không lâm, thì các ma, ma dân trong đó chẳng được dịp thuận tiện gây hại. Là bảo Kiên Ý, nếu có pháp sư viết chép độc tụng và nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, đối với người phi nhân không có sợ hãi, là được 20 phần công đức chẳng thể nghĩ bàn. Nhóm nào là 20, phước đức chẳng thể nghĩ bàn, trí ấy chẳng thể nghĩ bàn, tuệ ấy chẳng thể nghĩ bàn, phương tiện chẳng thể nghĩ bàn, biện tài chẳng thể nghĩ bàn, pháp minh chẳng thể nghĩ bàn, tổng trì chẳng thể nghĩ bàn, pháp môn chẳng thể nghĩ bàn, nhớ nghĩ chẳng thể nghĩ bàn, các sức thần thông chẳng thể nghĩ bàn, hiểu sâu chỗ ưa thích của tâm chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn, được thấy chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, các pháp đã nghe chẳng thể nghĩ bàn, giáo hóa chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn, tam muội tự tại chẳng thể nghĩ bàn, thành tựu tịnh độ chẳng thể nghĩ bàn, hình sắc tối diệu chẳng thể nghĩ bàn, công đức tự tại chẳng thể nghĩ bàn, tu trì các ba la mật chẳng thể nghĩ bàn, được Phật pháp chẳng thoái chuyển chẳng thể nghĩ bàn. Đấy là 20. Này Kiên Ý, nếu người viết chép độc tụng Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó sẽ được 20 phần công đức chẳng thể luận bàn. Chính vì thế cho nên Kiên Ý, nếu người muốn các lợi của đời này đời sau thì nên viết chép độc tụng giải thoát tu hành Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó. Này Kiên Ý, nếu còn Phật đạo, kẻ trai lành, người nữ thiện ở ngàn vạn kiếp chuyên tâm tu hành 6 ba la mật, nếu có nghe tam thuộc Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, liền hay tin nhận, tâm chẳng lui mất, chẳng kinh, chẳng sợ, phước vực hơn điều kia, mau đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, huống chi nghe xong thọ trì độc tụng như thiết tu hành, vì người dạy nói. Nếu có Bồ Tát muốn nghe pháp chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật, chẳng kinh, chẳng sợ, muốn ở trong tất cả Phật pháp hiểu rõ, tôi biết chẳng theo lời dạy của người khác, cần phải tu tập hành tam muội đó. Nếu muốn được nghe, ấy là nghe pháp tinh nhận chẳng trái ngược, cần phải nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó. Lúc nói kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, thời vô lượng chúng sinh phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, lại gấp đôi số đó trụ A Duy Việt Trí Địa, lại gấp đôi số đó được vô sinh pháp nhẫn, 84.000 Bồ Tát được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, 84.000 tỳ kheo, tỳ kheo ni chẳng thọ nhận các pháp, cho nên hết lậu giải thoát, đắc A-la-hán, 26.000 ưu bà tắc ưu bà di ở trong các pháp, được sự trong sạch của con mắt pháp, 30 này giờ thề chư thiền được vào địa vị thánh. Đức Phật nói kinh xong, thời phân tụ sẽ loại pháp vương tử,
Kỳ ý Bồ Tát, tất cả các Bồ Tát Ma Ha Tát với các thanh văn đại đệ tử, tất cả các hàng trời rộng, thần, cả tất bà Atula, người dân của thế gian, nghe điều Phật đã nói đều vui vẻ tin nhận. Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội quyển hạ hết. Hiệu chỉnh xong một bộ gồm hai quyển vào ngày 2 tháng 3, 2012.